PSG Dortmund vào chung kết Champions League sau 11 năm. Rạng sáng mùng 8 tháng 5, giờ Hà Nội, Dortmund đánh bại PSG 1-0, qua đó vào chung kết Champions League với tổng tỷ số 2-0 sau 2 lượt trận. Phút 50 trên sân Parc des Princes, Dortmund được hưởng phạt góc. Julian Brandt treo bóng chuẩn xác để Mats Hummels băng vào đánh đầu từ cự ly gần, không cho thủ thành Gianluigi Donnarumma cơ hội cản phá. Bàn thắng của lão tướng người Đức giúp Dortmund định đoạt trận lượt về trên đất Pháp. Lần đầu tiên kể từ năm 2013, Đài Borussia lại góp mặt ở chung kết giải đấu cúp danh giá nhất lục địa già. Marco Reus đứng trước cơ hội giành danh hiệu vô địch châu Âu ở mùa giải cuối cùng chơi cho đại diện vùng UHR. PSG trả giá đắt bởi những sai lầm hàng thủ. Ở trận lượt đi, Marquinhos khiến bẫy thiệt vị của đại diện Pháp không phát huy hiệu quả. Đến lượt về, cũng chính anh bỏ quên Hummels trong tình huống phòng ngự phạt góc. Đến khi Lucas Verando phát hiện ra, mọi chuyện đã quá muộn. Không chỉ có mặt trận phòng ngự, các mũi tấn công của PSG cũng hoàn toàn tắt điện trước hàng thủ đầy chắc chắn bên phía Dortmund trong hiệp 1. Đại diện nước Đức tổ chức nhân sự hợp lý để phong tỏa Mbappe bên cánh trái, buộc cầu thủ này phải chọn phương án chuyển ngang hoặc trả về phía sau. Trong hiệp 1, Mbappe chạm bóng 30 lần nhưng chỉ có vỏn vẹn một cú sút. Sang hiệp 2, PSG chuyển hướng tấn công, Gonçalo Ramos được dồn bóng thay vì Mbappe. Những pha đưa bóng vào từ hai biên tạo ra cho chủ nhà khá nhiều cơ hội. Tuy nhiên, tiền đạo người Bồ Đào Nha lại quá vô duyên với hàng loạt cú dứt điểm không trúng đích. Ở chiều ngược lại, Dortmund không chỉ phòng ngự hay mà còn liên tiếp gặp may mắn. Phút 47, 61 và 86 và 88, các hậu vệ áo vàng và thủ thành Kobel đã bó tay trước những pha dứt điểm của chủ nhà. Tuy nhiên, bóng đều tìm đến cột bên phải. Tính cả hai lượt trận, PSG đã bị cột, xa từ chối ít nhất 6 cơ hội ăn bàn rõ rệt. Thời gian càng trôi đi, những pha xử lý của cầu thủ chủ nhà càng nóng vội. Mbappe dường như không còn tin tưởng bất kỳ đồng đội nào. Anh thực hiện nhiều cú dứt điểm từ xa để rồi bóng đi vọt xa trong cái lắc đầu ngắn ngủn của huấn luyện viên Luis Enrique. Khoảng 15 phút cuối trận, Dortmund dốc sức phòng ngự với Hummels, Nico Schlotterbeck, Niklas Süle và Felix Necha, 4 cầu thủ đều có chiều cao trên 1,9m. Hàng thủ đại diện nước Đức hóa giải mọi nỗ lực câu bóng vào vùng cấm của chủ nhà, đồng thời lăn xả để chặn những cú sút từ cự ly gần của Mbappe hay Asensio. Trận đấu khép lại với chiến thắng dành cho Dortmund. Câu lạc bộ vùng UHR trở thành đại diện đầu tiên dự trận chung kết tại Wembley vào ngày 2 tháng 6. Trình diễn thảm họa của tiền đạo 80 triệu euro. Gonçalo Ramos có màn trình diễn thảm họa trong thất bại 0-1 của PSG trước Dortmund ở bán kết lượt về Champions League rạng sáng mùng 8 tháng 5 giờ Hà Nội. Hai trong số các tình huống ngon ăn của PSG trong trận thuộc về Ramos. Phút 60, từ pha căng ngang của Vitinha bên cánh phải theo hướng tấn công, tiền đạo người Bồ Đào Nha sút bóng thẳng lên trời. Đúng 2 phút sau, cựu tiền đạo Benfica được trao một cơ hội tương tự. Lần này, tới lượt Nuno Mendes chuyển thuận lợi cho Ramos bên cánh trái, nhưng chân sút này một lần nữa đưa bóng lên khán đài. Ramos quá phung phí, lẽ ra anh ta phải thực hiện pha dứt điểm tốt hơn. PSG rất cần bàn thắng đó, Sky Sports nhận định về khả năng tận dụng thời cơ kém cỏi của cựu tiền đạo Benfica. Trước Dortmund, Ramos tung ra 5 cú sút, chỉ một lần đưa bóng đi trúng đích với tỷ lệ bàn thắng kỳ vọng XG 1,26, Wesley Correa.Ramos 6 điểm, thấp hơn bất kỳ cầu thủ nào khác trên sân. Các cầu thủ PSG được nhìn thấy bày tỏ sự bực tức ngay khi Ramos không ghi bàn. Trong khi đó, người hâm mộ PSG cũng phẫn nộ với Ramos. Một cú hat-trick vào lưới Thụy Sĩ ở World Cup 2022, phóng viên và người ta nói cầu thủ này hay hơn Ronaldo, Ramos là một nỗi xấu hổ. Cầu thủ này không biết đá bóng, PSG bỏ ra 80 triệu euro cho một tiền đạo không thể ghi bàn là phản ứng chung của cổ động viên PSG. Tính riêng tại Champions League mùa này, Ramos góp mặt trong 7 trận, không ghi nổi một bàn. Ramos gia nhập PSG trong hè 2023 từ Benfica với giá 80 triệu euro. Anh nằm trong kế hoạch đại tu hàng công của câu lạc bộ sau sự rời đi của Neymar và Lionel Messi. Thế nhưng, những gì cầu thủ này thể hiện thật sự đáng thất vọng. Ramos là hình ảnh thu nhỏ của hàng công PSG trận này. Đội chủ nhà tung ra 30 cú sút, 5 lần đưa bóng đi trúng đích, trong đó có tới 5 tình huống bóng chạm xà ngang và cột dọc nhưng không có bàn thắng. Mats Hummels ghi bàn duy nhất ở lượt về từ một pha đá phạt góc. Chung cuộc, Dortmund vượt qua PSG với tỷ số 2-0 sau 2 lượt trận.